máy in Canon 3300, khi mình in một cái văn bản mà mình copy về hay mình download về chẳng hạn, mà in ra thì nó sẽ báo là không có giấy chẳng hạn, nó sẽ báo đỏ không có giấy, nhưng thực tế ra là máy mình vẫn còn rất nhiều giấy. Đấy, nó chỉ là do sai khổ giấy thôi, sai khổ giấy với những loại văn bản như như thế này ấy, thì là ta lăn chuột lên trên này, xong kích đúp mà chuột hai lần thì nó sẽ hiện lên một cái bảng này. Thì bình thường ra là nó ở khổ A4 như như thế này là bình thường này, còn nếu mà nó đang ở khổ giấy khác thì nó sẽ báo là mình không có giấy, nên là mình chuyển về khổ A4, xong ok là in được. Mình kích đúp hai lần nhé, là chỉnh vào phần này, xong chọn khổ giấy.